Thưa quý vị và các bạn, sau gần nửa năm triển khai thu phí lòng đường vỉa hè từ ngày 1 tháng 1 năm 2024, đến thời điểm này, thành phố Hồ Chí Minh đã bắt đầu đẩy nhanh tiến trình thu phí tại một số tuyến phố đủ điều kiện tổ chức kinh doanh. Trong khi đó, tại Hà Nội cũng đang gấp rút hoàn thiện đề án thu phí lòng đường vỉa hè để trình các cấp có thẩm quyền thông qua trong thời gian sớm nhất. Bên cạnh những ý kiến đồng tình, cũng có không ít người đặt câu hỏi, phải chăng chính quyền không dành được vỉa hè cho người đi bộ nên phải tìm cách thu phí? Việc thu phí này liệu có giải quyết được tận gốc nạn tham nhũng vỉa hè tại Hà Nội? Làm sao để giải quyết được vấn đề nhức nhối này, sớm lập lại trật tự đô thị? Cùng bàn luận về câu chuyện này, ngay sau đây chúng tôi có cuộc trao đổi với tiến sĩ Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam và nhà báo Phạm Trung Tuyến, Phó Giám đốc kênh Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ là cuộc trao đổi của biên tập viên Hải Quân và các vị khách mời. Trước tiên xin cảm ơn tiến sĩ Đào Ngọc Nghiêm và nhà báo Phạm Trung Tuyến đã tham gia chương trình cùng với chúng tôi. Như vậy là thành phố Hồ Chí Minh thu phí sử dụng lòng đường và vỉa hè với mục tiêu là để giúp cho công tác quản lý trật tự đô thị quy củ, nề nếp hơn, đồng thời có được một cái nguồn thu để mà duy tu cũng như là bảo trì hạ tầng. Và Hà Nội dự kiến cũng sẽ thí điểm cho thuê vỉa hè ở một số tuyến phố có đủ điều kiện. Và dư luận thì cũng còn không ít những băn khoăn và lo lắng. Nhà nước nên thu phí các quán vỉa hè nhưng một phần nào đó thôi. Tại vì vỉa hè là dành cho người đi bộ, nếu mà dùng để kinh doanh hết đó, thì nó người đi bộ không có chỗ để đi. Thực ra đó là điều tốt thôi, tại vì không thể nào là cấm hoàn toàn người dân sử dụng vỉa hè lòng đường để buôn bán. Thay vì cấm thì chúng ta nên có những cái định hướng. Khi người dân sử dụng thì có những cái đó và nó một phần nó tăng được phí của nhà nước. Thứ hai nữa là người dân có thể là sử dụng một cách hợp pháp, hợp lý trên những cái đoạn đường, những cái vỉa hè đó. Cuộc sống của mình đi kiếm cơm mà. Nói chung là không có công ăn việc làm, mình ngồi vỉa hè là nhìn thấy công an đều phải chạy hết, không người ta phạt thôi. Chạy thoát thì là thoát, hôm nào không thoát là vẫn bị phạt là bình thường. Bị phạt suốt thì nói chung là đồng ý chứ, đồng ý tốt quá chứ có gì đâu. Vì sao mình đỡ phải chạy, chung là nhà nước thu tiền, lệ phí ít là ok rồi, yên tâm mình làm ăn. Vâng, có thể thấy là cùng với những tiếng nói ủng hộ việc thu phí lòng đường vỉa hè thì cũng còn không ít những băn khoăn và lo lắng. Còn quan điểm của tiến sĩ Đào Ngọc Nghiêm ạ? Trước đây tôi nghĩ rằng là cái việc đặt ra vấn đề quản lý vỉa hè, phát huy cái giá trị của cái không gian này là một vấn đề cần thiết và chúng ta đã đặt ra từ rất là lâu. Thế nhưng mà chúng ta cũng nên quan tâm đến một vấn đề nữa là vỉa hè của Hà Nội có đặc điểm khác xa với vỉa hè của các cái đô thị khác. Kể cả các đô thị ở nước ngoài cũng như của thành phố Hồ Chí Minh. Bởi vì vỉa hè của Hà Nội được hình thành cùng với những tuyến phố trải dài suốt cả cái quá trình phát triển. Từ những cái tuyến phố mà đã hình thành từ khi mà mới bắt đầu Thăng Long cho đến những cái tuyến phố mới. Và đặc biệt là giai đoạn của người Pháp ở Hà Nội thì họ đã hình thành một cái hệ thống giao thông có cả đường giao thông vỉa hè và có những cái khác nữa. Sau đó đến của chúng ta thì như vậy là từ năm 54 đến nay chúng ta đã có 7 lần lập cái quy hoạch, trong đó đều có đặt vấn đề quy hoạch giao thông và trong đó không phải chỉ có lòng đường mà còn đặt vấn đề khai thác không gian của vỉa hè. Vậy thì với cái đặc trưng của vỉa hè của các cái tuyến đường phố của Hà Nội, nó là tổ hợp rất nhiều mô hình của các giai đoạn phát triển. Và một vấn đề nữa chúng ta cần phải thống nhất với nhau rằng là vỉa hè đây là một cái không gian công cộng, không gian chuyển tiếp giữa lòng đường với lại các kiến trúc hai bên. Và vỉa hè nó còn là cái không gian khu vực hiện nay có chức năng để sử dụng cho hạ tầng kỹ thuật, ví dụ như cấp nước, thoát nước, thông tin điện thoại v.v. Và một cái quan trọng nhất của vỉa hè của Hà Nội hiện nay chúng ta cũng đã nhận thấy đó là vỉa hè còn là một cái khu vực tạo lập nên cái không gian xanh cho thành phố Hà Nội. Mà riêng đối với thành phố Hà Nội thì không gian xanh gắn liền với cái tính đặc trưng và nó mang một cái bản sắc riêng cho Hà Nội. Thế vì vậy cho nên tôi nghĩ rằng là phải nhận diện đúng cái không gian vỉa hè như thế nào thì chúng ta mới có thể kiểm tra, thống kê và khảo sát toàn bộ hệ thống vỉa hè cũng như đường giao thông của Hà Nội. Chúng ta phải có cái sự phân loại ra trên cơ sở thực hiện chức năng giao thông, chức năng hạ tầng kỹ thuật và đặc biệt là cái chức năng sử dụng các công trình kiến trúc của hai bên đường. Bởi vì trên các cái tuyến phố của Hà Nội ở đây có những công trình nó là nhà ở đơn thuần nhưng có những công trình nó là nhà ở kết hợp với kinh doanh nhỏ và vừa
và đặc biệt là nhà ở gắn các công trình công cộng và các cái cơ quan, và trong các cơ quan có cơ quan của trung ương, cơ quan thành phố, cơ quan của các địa phương nữa. Trên cơ sở nhận diện nó ra như thế thì chúng ta mới có thể đề cập đến vấn đề khai thác vỉa hè cho nó có hiệu quả hơn được nữa. Và từ đấy thì cái chính sách cho thuê vỉa hè phải áp dụng cho nó phù hợp với chức năng của cái vỉa hè và đặc thù của tuyến phố, chứ không thể đặt ra vấn đề tràn lan chung chung cho cái quy định của thành phố cả. Dạ vâng, chúng tôi cũng muốn được nghe suy nghĩ của nhà báo Phạm Trung Tuyến ạ. Thực ra thì tôi không ngạc nhiên khi có nhiều cái ý kiến trái chiều nhau xung quanh câu chuyện này. Bởi vì nếu như xét về nguyên tắc của cái công năng vỉa hè thì như tiến sĩ Đồng Nghiêm cũng đã nói, công năng vỉa hè chúng ta thấy rất rõ ràng. Hầu hết vỉa hè ở chúng ta được xây dựng không có công năng để sử dụng làm dịch vụ, và là công năng là cái điểm chuyển tiếp giữa hạ tầng giao thông với khu vực dân cư xây dựng dân dụng. Nó cũng là cái đường đi bộ cho người dân và cả công năng về hạ tầng kỹ thuật nữa. Chúng ta không hề thấy có cái công năng về làm dịch vụ trên cái vỉa hè đó. Vì thế cho nên là khi cho thuê như một hình thức để cho các hộ kinh doanh làm dịch vụ hoặc là buôn bán thì tôi nghĩ rằng là nó đã trái với công năng của vỉa hè. Tuy nhiên trên thực tế thì chúng ta cũng thấy rằng đấy là cái vỉa hè về mặt lý thuyết, còn vỉa hè về mặt thực tế thì chúng ta thấy rằng rất nhiều năm nay chúng ta đã để cho cái việc mưu sinh trên vỉa hè nó trở thành một thứ tập quán, có nhiều người thậm chí còn gọi nó là văn hóa. Và cái điều đó nó khiến cho bây giờ mỗi một cái việc mà siết chặt lại kỷ luật đường phố, siết chặt lại cái việc kiểm soát vỉa hè thì lại đụng phải những tiếng nói, thậm chí là có thể nói là nhân danh nhân dân để mà phản ứng. Thế thì tôi nghĩ rằng là nó cũng có cái khó cho các cái chính quyền đô thị. Và ở đây thành phố Hồ Chí Minh và cả Hà Nội, tôi nghĩ rằng họ cũng đứng trước khá nhiều những cái xung đột, và tôi nghĩ rằng họ đã rất là khéo léo khi mà đặt ra một cái mệnh đề là những nơi phù hợp để cho thuê. Tuy nhiên cái đó chỉ có thể là để nói chuyện thôi, chứ còn phù hợp như thế nào thì đấy là một câu chuyện khác. Phù hợp những nơi, những điểm vỉa hè phù hợp để cho thuê, vậy điểm vỉa hè nào là phù hợp, các tiêu chí phù hợp là như thế nào? Chúng ta không thể nói tiêu chí về độ rộng, bởi vì nó như tiến sĩ Nghiêm đã nói, nó còn là hạ tầng kỹ thuật, nó còn là cái câu chuyện quy hoạch giao thông, thì chúng ta không thể chỉ đơn giản là phù hợp về cái độ rộng của vỉa hè, mà chúng ta còn rất nhiều yếu tố. Cái vỉa hè này bản thân nó là khu vực phố đi bộ hay không, bên trong cái vỉa hè đấy là nhà dân, là cơ quan hay là tường rào. Bởi vì nếu cho thuê ở bên ngoài mà bên trong người ta sinh sống thì nó sẽ có một cái xung đột khác nữa, lúc đấy còn khó quản lý hơn. Thì tôi nghĩ rằng là ở đây thì cái chuyện cho thuê vỉa hè này tôi có thể thấy rằng nó sẽ đặt cho chúng ta đứng trước những cái khó khăn mới, và tôi nghĩ rằng là trong tương lai câu chuyện vỉa hè sẽ còn khiến chúng ta phải bàn đến rất nhiều nữa. Dạ vâng, chúng tôi cũng xin được thông tin rõ hơn về những cái tiêu chí, những cái tiêu chuẩn để cho thuê vỉa hè ở cả Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh thì đã yêu cầu là các cái vỉa hè cho thuê đấy ạ, thì phải dành ít nhất là khoảng 1,5 mét cho người đi bộ. Trong khi đó thì Hà Nội mới chỉ có dự kiến là thí điểm ở 15 vị trí trên 5 tuyến phố trong cái không gian đi bộ. Và sau cái thời gian thí điểm thì quận Hoàn Kiếm dự kiến sẽ đề xuất bổ sung một số cái tuyến phố giáp chợ và không phải là cái trục giao thông chính, và có hè rộng từ 3 mét trở lên tại các khu vực phố cổ, và các hộ kinh doanh mặt phố phải đảm bảo lối đi cho người đi bộ. Tiến sĩ Đào Ngọc Nghiêm có nhận xét như thế nào về những cái quy định này ạ? Liệu đã đủ đảm bảo chặt chẽ hay chưa, thưa ông? Tôi thấy đây là những cái đề xuất cơ bản là hợp lý. Nhưng mà trên cùng một tuyến phố thì chúng ta thấy là có những cái nhà công trình kiến trúc nó là phục vụ kinh doanh, nhưng có rất nhiều các công trình kiến trúc nó lại là các cái cơ quan, trụ sở cơ quan. Thế thì ở đây vấn đề là phải làm rõ từng tuyến phố là đúng, thế nhưng mà trên tuyến phố nó có những vị trí có hay không, thế mà vấn đề là chúng ta quản lý ra sao,
cái này phải xem xét điều kiện về an ninh quốc phòng nữa. Thế thì tôi nghĩ rằng là nên có thí điểm, qua đó lấy ý kiến của nhân dân thì chúng ta mới có thể tổ chức rộng rãi được. Dạ vâng, nếu như mà thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành kẻ vạch vỉa hè và cũng quy định rất là rõ là vỉa hè cho thuê đấy thì phải dành tối thiểu là 1,5 mét cho người đi bộ, thì thành phố Hà Nội yêu cầu đảm bảo lối đi cho người đi bộ. Ở đây sẽ trở thành một cái kẽ hở để các cái hộ kinh doanh đã bỏ tiền ra thuê vỉa hè thì sẽ không ngại lấn chiếm nhiều hơn và đẩy lối đi của người đi bộ xuống lòng đường như là một cái hiện trạng rất phổ biến hiện nay. Tôi thì không ngại điều đó đâu, nhưng mà như tôi đã nói trước đấy, các cái tiêu chí ở đây chúng ta thấy rằng thuần túy là cái độ rộng của vỉa hè. Thực ra vỉa hè nó có rất nhiều vấn đề, nó không phải chỉ ở cái độ rộng. Và cái việc mà chúng ta có sẵn sàng đi bộ với một bên là mặt các cơ quan có bảo vệ hoặc là nhà dân mở cửa ra, và một bên là các cái cửa hàng xuất hiện. Thế là bây giờ chúng ta đang chỉ phải chịu những cái cửa hàng mặt phố, nhưng sau này chúng ta sẽ phải còn chịu những cửa hàng mặt phố, đi giữa các cửa hàng mặt phố và những cửa hàng được nhà nước cho thuê nữa. Thì cái điều đó, cái sự khốn khổ người đi bộ ở hai thành phố này nó còn lớn hơn gấp nhiều lần. Dạ vâng, có lẽ chính là bởi loay hoay giữa các lựa chọn như là nhà báo Phạm Trung Tuyến vừa mới nói đấy, thì cũng đã có không ít người đặt một cái câu hỏi là phải chăng cũng bởi chính quyền có phần bất lực, đã không giành được vỉa hè cho người đi bộ cho nên mới phải tìm cách thu phí. Tiến sĩ Đào Ngọc Nghiêm có lý giải như thế nào về thắc mắc này ạ? Tôi cho rằng phải có một nguyên tắc thống nhất, chẳng như là cho thuê nhưng mà chúng ta vẫn phải đảm bảo dành cái tuyến cho cái người đi bộ đi được. Cho nên chúng ta phân loại ra, bởi vì ở Hà Nội có những vỉa hè dưới 3 mét, có những vỉa hè từ 3 đến 5 mét, nhưng có những vỉa hè trên 5 mét. Vậy thì chúng ta phải thí điểm ở một số khu vực tích hợp. Nhưng mà trên cơ sở trước hết ấy, trung tâm ấy, vẫn là phải đảm bảo cho cái người đi bộ được. Thế bên cạnh cái việc mà tổ chức mà cho thuê vỉa hè để kinh doanh, thì chúng ta phải kết hợp với cái chuyện tổ chức giao thông như thế nào. Bởi nếu không thì chính phương tiện giao thông nó sẽ ăn theo cái kinh doanh vỉa hè và nó sẽ lại tạo thêm áp lực cho cảnh giao thông. Thì đây là vấn đề cũng nên quan tâm. Dạ vâng, thực tế tại Hà Nội thì đã cho thấy là sau ta quân lập lại trật tự vỉa hè lòng đường thì cũng đã có những chuyển biến tích cực. Thế nhưng mà đến nay thì không chỉ vỉa hè ở nhiều nơi bị lấn chiếm trở lại làm nơi kinh doanh, mà ngay cả lòng đường ở nhiều nơi cũng bị biến thành những cái chỗ trông giữ phương tiện trái phép. Và tất cả thì đều diễn ra một cách khá là ngang nhiên, như là dẫn chứng mà phóng viên Huy Nam đề cập ngay sau đây. Tại khu đô thị Đồng Tàu, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, tình trạng xe dù, bến cóc vẫn ngang nhiên, náo loạn. Tại khu đô thị Đồng Tàu, hiện có khoảng 10 văn phòng của các nhà xe ngoại tỉnh hoạt động đón trả khách suốt ngày đêm, trong đó có cả loại xe 45 chỗ. Bức xúc trước thực trạng này, cư dân khu đô thị đã nhiều lần phản ánh lên chính quyền địa phương, lực lượng chức năng nhưng vẫn không có gì chuyển biến. Tại quận Hai Bà Trưng là khu vực phố Trần Đại Nghĩa, ngã ba phố Vọng, Nguyễn An Ninh, đường Giải Phóng. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng cho biết. Chúng tôi cũng biết được rằng đây là những cái xe mà hợp đồng, có cả xe cá nhân đi khám chữa bệnh ở trong bệnh viện Bạch Mai, rồi các cái bệnh viện xung quanh cái khu vực đó, thiếu chỗ đỗ xe ở trong bệnh viện và ra đỗ trên cái lòng đường. Điều này thì cũng một phần cản trở giao thông. Ở đây thì đã có cấm biển, cấm đỗ xe, nhưng mà các cái phương tiện bật đèn cảnh báo, rồi lái xe thì vẫn ngồi trong xe, thì cũng khó xử lý. 10 năm qua, Hà Nội đã nhiều lần thực hiện chiến dịch lập lại trật tự văn minh đô thị, lấy lại vỉa hè cho người đi bộ. Nhưng sau một thời gian, hầu hết các con đường, ngõ phố, thủ đô trở về như chưa hề có cuộc ra quân. Vâng, tiến sĩ Đào Ngọc Nghiêm có suy ngẫm như thế nào về cái thực trạng tại Hà Nội ạ? Ở đây thì chúng ta phải nói là người đã chứng kiến cái việc khai thác vỉa hè của Hà Nội trong rất là nhiều các đợt. Chúng ta tổ chức ra những sự kiện lớn, sau đó không có cái giám sát. Chúng ta phải tăng cường giám sát và có một cái biện pháp quản lý cho nó thích hợp ra. Thế nhưng mà qua đây chúng ta phải rút ra được cái bài học là đôi khi chúng ta chưa nhận diện được đầy đủ tính chất của cái vỉa hè của thủ đô Hà Nội như thế nào. Nó rất đa dạng, không như chỉ quy mô mà nó còn chức năng và nó còn gắn kết với người dân như thế nào. Thì tôi cho là đây cũng là một cái lần nữa để chúng ta thí điểm. Nhưng mà trên cơ sở này chúng ta phải quản lý thường xuyên và phải có cái phân công phân cấp rõ ràng, chứ không thể chỉ giao chung chung cho chính quyền địa phương được, mà cái này phải có cái sự tham gia của người dân thì mới có thể có hiệu quả được. Thì đây là cái bài học kinh nghiệm của suốt có thể nói là gần 20 năm vừa qua, chúng ta rất nhiều đợt tổ chức rồi, sự kiện rồi nhưng mà không thành công,
thì lần này chúng ta cũng nên rút kinh nghiệm là phải có cái phân công phân cấp rõ ràng, và đặc biệt là phải tổ chức các cái ban giám sát của cộng đồng dân cư thì nó mới có thể có được những bài học kinh nghiệm và phát huy được hiệu quả cho cái giai đoạn tới được. Dạ vâng, theo nhà báo Phạm Trung Tuyến thì phải chăng cái việc thiếu một cái cơ chế kiểm tra giám sát và xử lý nghiêm minh là cái nguyên nhân chính khiến cho cái việc là chính quyền thủ đô chưa thành công trong một cái công cuộc tưởng như là đơn giản mà lại vô cùng gian nan là giành lại vỉa hè cho người đi bộ? Thực ra thì tôi chưa bao giờ tôi nghĩ rằng chính quyền bất lực trước những cái việc như câu chuyện quản lý vỉa hè. Bởi vì bạn có thể thấy một điều, tôi phỏng vấn rất nhiều lái xe thường xuyên chạy trên tuyến đường cao tốc, và họ đều nói rằng từ khi có phạt nguội họ đi chấp hành luật giao thông nghiêm túc hơn hẳn. Thế tại sao như thế? Bởi vì những cái camera nó vô tình, anh sai là anh có nhận biên bản, mà trong khi trước đó thì họ vẫn cứ chạy quá tốc độ rất nhiều. Thế thì tôi nghĩ rằng này, thực ra câu chuyện để mà lập lại trật tự vỉa hè lòng đường, xe đỗ sai quy định, nếu như chúng ta cứ phạt nguội, chúng ta không đi đẩy đuổi nữa, chúng ta cứ phạt nguội thôi, thì tôi tin rằng câu chuyện sẽ không lặp lại. Thế thì cho nên là cứ nói rằng sau mỗi đợt ra quân lại phải giám sát thì tôi nghĩ là không có lực lượng nào giám sát hết. Mà chúng ta phạt là phạt, sai là phạt, cứ sai là phạt, câu chuyện đấy lặp đi lặp lại. Một người có thể chịu đựng vì lần này thôi thì cố tí chấp nhận phạt, anh không thể chấp nhận mãi ngày nào cũng bị phạt được. Thế thì có những việc chúng ta, nếu chúng ta thực sự muốn làm thì tôi nghĩ rằng là không khó. Và cái thứ hai nữa, tại sao là cái câu chuyện mà ở tuyến phố này bị đẩy đuổi, tuyến phố khác ngay bên cạnh đó người ta lại vẫn đỗ, thì câu chuyện đấy nó không thể tạo cho người ta cái niềm tin rằng luật pháp nghiêm minh được. Và khi người ta không có niềm tin rằng vào sự nghiêm minh của luật pháp thì người ta sẽ nhờn, và những cái hành vi sai phạm vẫn cứ lặp lại, và họ không bị trừng phạt. Đấy là điều quan trọng. Dạ vâng, và cũng có một số quan điểm cho rằng là cái nỗ lực giành lại vỉa hè cho người đi bộ sở dĩ nó chưa đạt được kết quả như là kỳ vọng là còn bởi cái sự chồng chéo, và thật sự là nó đã đụng chạm đến quá nhiều các cái nhóm lợi ích. Thưa tiến sĩ Đào Ngọc Nghiêm ạ. Đúng là như thế đấy. Vậy hiện nay là chúng ta cứ nhìn trên vỉa hè, chúng ta sẽ thấy có là rất nhiều các cái cơ quan quản lý. Thì đây là một vấn đề mà luật đất đai sửa đổi cũng có một trong cái vướng mắc là quản lý không gian công cộng, giấy tờ chứng nhận quyền sử dụng các cái không gian công cộng, ví dụ như vỉa hè giao thông. Thì đây cũng là một cái mà vấn đề mà tồn tại trong cái sửa đổi luật đất đai vừa rồi chúng ta thấy. Thế thì hy vọng rằng là qua cái nghiên cứu của Hà Nội, và nhất là khi mà xong cái luật đất đai thì chúng ta sẽ có cái hành lang pháp lý nó vững chắc hơn, và từ đó thì chúng ta sẽ tăng cường giám sát thì mới có thể thành công rực rỡ được. Dạ vâng, nhà báo Phạm Trung Tuyến có cho rằng là cái bài toán mà hài hòa lợi ích giữa các bên ấy sẽ phần nào được giải quyết với cái quyết định là cho thuê vỉa hè lòng đường tại thành phố Hồ Chí Minh và sắp tới là tại Hà Nội ạ? Thực tế thì tôi nghĩ rằng là tất cả vẫn là trở lại câu chuyện là chúng ta phải lựa chọn. Chúng ta lựa chọn dùng vỉa hè làm gì? Nếu chúng ta dùng vỉa hè để là nơi để chúng ta có thể cho thuê thì chúng ta hãy thay đổi cái tên nó đi, đặt nó tên là khu vực dịch vụ đường phố, thay vì sử dụng nó là cái tên vỉa hè. Thì lúc đó thì chúng ta chính danh cho thuê, và như vậy khu vực nào là vỉa hè thì chúng ta vẫn có thể làm nghiêm, còn khu vực dịch vụ đường phố thì cho bán hàng. Thì tôi nghĩ rằng nên minh bạch như thế, và nên rõ ràng song phẳng cái sự lựa chọn của mình. Dạ vâng, và cũng có thính giả thì cũng rất là thẳng thắn cho rằng là trong lúc đã quá mệt mỏi chờ đợi chính quyền giành lại vỉa hè cho người đi bộ thì cái quyết định cho thuê vỉa hè và lòng đường đấy ít ra nó cũng đem lại một cái khoản ngân sách đáng kể thay vào chảy vào túi một số cá nhân thì sẽ đóng góp vào ngân sách, và thành phố Hồ Chí Minh cụ thể là có ước tính là sẽ thu về được khoảng 1.500 tỷ đồng một năm từ việc cho thuê vỉa hè và lòng đường. Đây liệu đã là một cái sự quy đổi xứng đáng hay chưa, thưa tiến sĩ Đào Ngọc Nghiêm ạ? Đấy là một trong những cái mà giải pháp, một trong cái nhiệm vụ mà họ có thực hiện. Thế nhưng để thực hiện được hay không phải đồng loạt các vấn đề.
nhất là đối với Hà Nội, tôi xin nói lại thế này, Hà Nội khai thác kinh doanh vỉa hè, văn hóa ẩm thực vỉa hè là cái bản sắc riêng của Hà Nội. Tôi nói ngay như cái quy hoạch năm 1995 khi lập quy hoạch khu phố cổ, thì bạn bè của nước ngoài và chính các chuyên gia trong nước chúng ta đã đặt ra vấn đề cho kinh doanh vỉa hè để giữ gìn bản sắc của khu phố cổ Hà Nội. Thế nhưng mà thực chất ra chúng ta vẫn không phân công, phân cấp quản lý được. Và đặc biệt là mối quan hệ giữa cái giao thông, mối quan hệ giữa không gian công cộng với không gian riêng tư của từng công trình kiến trúc thì hiện nay vẫn đang rất là phức tạp. Thế cho nên tôi cho rằng là thế này, đối với Hà Nội bên cạnh những việc khai thác vỉa hè thì chúng ta cũng nên chọn một số các cái tuyến phố trung tâm. Tôi nói thì phố sách của Hà Nội là một cái điển hình là thành công rồi. Thế thì nên chọn những cái tuyến phố mà có nhiều khả năng để chúng ta tập trung nhau lại, thì để vừa là khai thác được cả lòng đường vỉa hè nhưng mà vừa giữ được cái văn hóa bản sắc, tức là kinh tế vỉa hè của Hà Nội đi. Ở đây là cái rất đặc trưng của Hà Nội, nhất là cái ẩm thực ấy. Thì nhiều bạn bè đã quan tâm đến vấn đề này, thì đây là vấn đề rất là cần có tầm nhìn rộng hơn. Thì tôi hy vọng rằng là lần thí điểm này chỉ là thí điểm một cái nhiệm vụ giải pháp, sau đó chúng ta nên tổng kết lấy ý kiến của dân và từ đó chúng ta mới có giải pháp cái khung cho toàn bộ thành phố Hà Nội, và sau đó giao nhiệm vụ phân cấp cho từng cái địa phương cụ thể, có thể tới tận cấp phường rồi thì chúng ta mới có thể đạt được cái yêu cầu vừa đảm bảo các cái không gian kiến trúc cảnh quan chung, vừa đảm bảo cuộc sống cho người dân mà vừa giữ được cái nét văn hóa truyền thống. Thì đây là nhiệm vụ rất phức tạp. Dạ vâng. Ông có cái đề xuất hay là kiến nghị gì để cái việc cho thuê vỉa hè lòng đường nó được tiến hành một cách công khai, minh bạch và hiệu quả nhất? Cái mà tôi quan tâm nhất ý, tức là phải có nghiên cứu đồng bộ các cái tuyến phố và các dạng hình mô hình vỉa hè. Trên cơ sở đấy chúng ta phải phân loại cho nó thích hợp ra. Sau đó rồi mà cái việc phân loại, cái nghiên cứu để nhận diện được giá trị mới là cái quan trọng. Vừa qua có một số cái việc chúng ta không thành công chính vì chưa nhận diện được cái giá trị, cái bản chất của cái công việc này như thế nào. Thì tôi cho đây là cái việc cần phải làm. Tức là nên có điều tra khảo sát, nên có nhận diện giá trị thực sự, lấy ý kiến của người dân giá, sau đó chúng ta mới đề xuất thí điểm. Thì như vậy thì chúng ta thực hiện được cái yêu cầu là lấy dân làm trọng tâm. Công tác quản lý là quan trọng. Hiện nay đấy có những khu vực nào mà có sự quản lý chặt chẽ thì chúng ta thành công. Phải tăng cường phân cấp ra thì chúng ta sẽ thấy ở đây là đường phố này nó gắn với phường, nhưng ở đây có một cái công tác rất quan trọng nữa, tôi nói là vai trò giám sát của nhân dân. Mặt trận Tổ quốc, Hội đồng nhân dân có những cơ quan giám sát, thế nên lên phát huy vai trò nó ra thì chúng ta mới có thể có cái giá trị thực sự, giá trị hiệu quả mà có tính thực tiễn cao được.